Đây mình test cái mẫu cúc giả bằng cao su non của Malai này cho các bạn xem cái độ nhạy bén của nó nha. Đây mấy anh em đang đi giờ trong đây này có một quả cặp cúc nha nè, giờ mình sẽ test nha, mình để ở đây. Đó, bây giờ đặt nó ở đây nha các bạn. Hôm nay mình không có cắm bẫy nha, mình test con cúc nó về đá cho các bạn xem thôi ha. Mình dọn cái cỏ này cho nó sạch sẽ để mình quay cho nó rõ này. Xin chào các bạn nha. Đây là vài cái mẫu cúc Malai mình quay thêm cho các bạn xem nè. Đây là cái con mẫu đất trắng các bạn ha. Như vùng Quảng Nam mà đất trắng thì hay bảo mẫu này. Thì mẫu này nó vẫn đánh được cả vùng đất đỏ rồi nha các bạn. Nhưng ở Tây Nguyên rồi đó thì vẫn đánh được. Còn đây thì nó trụng về hướng ở Tây Nguyên hơn ha. Cái mẫu cúc nó như thế này và nó nhỏ con hơn một tí. Con này thì mình đánh ở trên video lúc nãy các bạn vừa xem thì là cái mẫu này, còn mẫu này thì mẫu nhỏ hơn. Đó thì nó có mấy mẫu này thì các bạn nào mà cần thì liên hệ với mình nha. Đây thì mẫu này bằng cao su non nha các bạn, nó mềm không thấm nước nha. Các bạn mua một mẫu này cũng xài từ 5-7-10 năm vẫn vậy thôi các bạn, tại vì cái lực con cúc nó mổ không thể nào mà hư cái này được nha các bạn.
cái mỏ nó mũ thì không hư được ha. Nếu mà không chơi thì các bạn có thể đem lên nhà các bạn trưng, trưng ở trên nhà vẫn đẹp ha. Đó, như mình bán đây, mình có đủ mẫu cho các bạn luôn. Và gà nước nha, bịp bịp ha, gà nước mái trần nghịch nha các bạn, và quắc ha. Đây. Đây, các bạn nào cần có nhu cầu mua những cái loại quắc giả bằng cao su non thì liên hệ với mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Bye bye.